Nếu như đầu tháng 12, miền Bắc sẽ bước vào đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông, thì tại các tỉnh thành phía Nam, người dân được dự báo là sẽ phải hứng chịu một cơn bão với cường độ tương đối mạnh. Hiện nay, một số cơ quan khí tượng của quốc tế dự báo trên vùng biển phía Tây Thái Bình Dương có khả năng hình thành một cơn bão vượt qua Philippines và phía Nam Biển Đông trong những ngày đầu tháng 12. Hình thái thời tiết này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ từ các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 12. Theo một số ứng dụng dự báo thời tiết, từ 0 giờ ngày 2 tháng 12, bão sẽ ở vị trí vùng biển phía nam Philippines đến 13 giờ cùng ngày, bão sẽ vào khu vực Nam Biển Đông. 19 giờ ngày 3 tháng 12, bão áp sát đất liền các tỉnh Nam Bộ, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 12, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Nam Bộ, vào 7 giờ ngày 4 tháng 12, tâm bão có thể vào đất liền tỉnh Cà Mau, sau đó di chuyển ra Vịnh Thái Lan. Theo bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay còn quá sớm để có thể dự báo bão sẽ đổ bộ chính xác vào đâu. Tuy nhiên, các mô hình dự báo của Úc và Nhật đều nhận định là khoảng ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 12, bão có thể đi vào gần bờ hoặc có thể đổ bộ vào khu vực Nam Bộ. Ba Lê Thị Xuân Lan cho biết thời gian tới không khí lạnh sẽ suy yếu khiến bão đổi hướng di chuyển thành Tây Tây Bắc đi trách lên một chút so với hướng dự báo ban đầu. Diễn biến bão còn có thể thay đổi do các tác động thời tiết nên cần theo dõi thêm.